Huyền thoại về người anh hùng Nguyễn Trung Trực. Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Trung Trực từ sớm đã tham gia và lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp. Ông chính là tác giả của những trận đánh lớn, khiến quân thù khiếp sợ với nhiều chiến công hiển hách. Đặc biệt, ông cũng chính là chủ nhân của câu nói nổi tiếng đi vào sử sách: bao giờ người Tây nhậu hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Hạ tàu Esperon, chiến công đầu tiên. Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại xóm Nghề, thôn Bình Nhật, Tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An, tỉnh Gia Định, nay thuộc ấp 1, Thành Đức, Bến Lức, Long An. Thuở nhỏ ông còn có tên là Chơn. Dù vậy, nguyên quán gốc Nguyễn Trung Trực ở xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, Tổng Trung An, huyện Phù Cát, thị trấn Bình Định, ngày nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông nội của ông là Nguyễn Văn Đạo, còn cha là Nguyễn Văn Phụng, tục danh là Thăng hoặc Trường, mẹ là bà Lê Kim Hồng. Khi chiến tranh Tây Sơn nổ ra, gia đình ông Nguyễn Văn Đạo chạy giặc vào Nam, định cư tại thôn Bình Nhật, Tổng Bình Cách, huyện Thuận An, phủ Tân Bình, trấn Viên An, nay thuộc xã Thành Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, và sinh sống bằng nghề chài lưới vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông. Đến đời cha Nguyễn Trung Trực, gia đình ông đã trở nên khá giả, có đất hiến cho làng làm công điền. Nhờ vậy mà ngay từ nhỏ Nguyễn Trung Trực đã được học cả văn lẫn võ. Về võ, ông được đào tạo tại một lò võ ở Trạch Bảo Định. Về văn, ông được học chữ và làm thơ, sau này dựa vào tính tình cương trực chân chất, hay cô mang giúp kẻ thế cô, thầy mới đặt tên cho ông là Trực, tức tính ngay thẳng. Tháng 2 năm 1859, Pháp đánh Gia Định. Năm 1861, Trương Định lúc đó giữ chức phó quản cơ Gia Định, đã chiêu mộ nghĩa quân, tổ chức đánh Pháp nhiều trận. Khi Đại Đồn ở phía Tây Sài Gòn bị thất thủ, quân của triều đình theo lệnh rút về Biên Hòa. Trương Định đưa quân về đóng giữ xứ Gò Thượng, huyện Tân Hòa, Tiền Giang để củng cố đội ngũ. Tại đây, Nguyễn Trung Trực gia nhập nghĩa quân. Vì sớm bộc lộ tài năng nên ông đã được Trương Định trọng dụng cho làm quyền xung quản binh đạo. Thời gian này, Nguyễn Trung Trực được giao chỉ huy một bộ phận nghĩa quân hoạt động ở vùng Tân An. Cuối tháng 3 năm 1861, quân Pháp theo đường kênh Bảo Định từ sông Vàm Cỏ Tây đánh chiếm thành Định Tường. Tại vàm sông Nhật Tảo, quân Pháp đưa tiểu hàm Esperon thường trực án ngữ. Trên bờ, quân Pháp cho lập một đồn mới tại chợ Nhật Tảo, do 20 lính tập người Việt đóng giữ. Trên tàu Esperon có một đội quân khoảng 45 người, có trang bị một khẩu đại bác. Ở trên bờ đối diện với tàu có khoảng 20 người lính bản xứ được bố trí sẵn sàng yểm trợ cho tàu. Tất cả được đặt dưới quyền chỉ huy của viên trung úy Perfey. Quân Pháp ước tính đội nghĩa quân tham gia trực tiếp đánh tàu Esperance khoảng 150 người, được vũ trang bằng giáo, mác, kiếm và lúc nhảy lên tàu có mang theo cạo đuốc, được đặt dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Trung Trực. Theo tác giả Đào Văn Hội trong sách Tân An ngày xưa, đã khỏa lại trận đánh như sau. Chỉ huy trận này là Nguyễn Trung Trực cùng với hai phó quản cơ là Huỳnh Khắc Nhượng, Nguyễn Văn Quang và 59 dân binh. Ngoài ra còn có sự phối hợp của một vài người trong bộ máy hành chính của làng Nhật Tảo như hai anh em cai tổng Hồ Quang Minh và hương thân Hồ Quang Chiêu. Nguyễn Trung Trực giao cho Huỳnh Khắc Nhượng và Nguyễn Văn Quang mỗi người dẫn một đội quân tiến đến chỗ tàu Pháp đậu bằng cách men theo hai bờ sông để giặc khó phát hiện. Khi tới gần mục tiêu thì dừng lại mai phục và đợi lệnh tấn công. Còn Nguyễn Trung Trực cùng với 59 cảm tử quân tiến thẳng đến chỗ các tàu Pháp giả làm đoàn thuyền rước đám cưới. Đội quân của Nguyễn Trung Trực đã tiến sát mục tiêu và cập được vào mạn tàu Pháp, rồi thình lình tấn công vào giữa lúc lính tráng trên tàu còn đang nghỉ ngơi. Nguyễn Trung Trực là người đầu tiên lên tàu và 4 tên lính Pháp bị hạ ngay tức khắc. Quân Pháp bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, một số nhảy xuống sông, một số chết ngay trong đợt tấn công đầu. Số còn lại ôm súng bắn bừa bãi. Hiệu lệnh được ban ra, các đội quân phục kích của Nguyễn Văn Quang và Huỳnh Khắc Nhượng cũng sáp chiến. Một phần tấn công vào đám lính nằm trên bờ yểm trợ cho tàu Esperon, một phần nhảy xuống tàu. Nghĩa quân dùng búa định đập bể vỏ tàu nhưng không được, bèn nổi lửa đốt tàu. Sau đó nghĩa quân rút lui trên các ghe của mình. Sau trận đánh, 17 lính vừa Pháp vừa Tagan trên tàu bị giết chết. 3 lính Tagan khác bị nghĩa quân bắt nhưng đã thoát được vào lúc tàu nổ. Nối dài những chiến công hiển hách. Chiến thắng Nhật Tảo là tiền đề để nghĩa quân mở hàng loạt cuộc tấn công khác đánh vào tàu địch ở Bến Lức, sông Tra. Tiêu diệt đại úy chỉ huy trưởng Thoreau và một số lính Pháp, lấy được hầu hết khí giới, làm cho quân Pháp lúng túng bị động.
Sau chiến công Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực được triều đình phong tặng chức quản cơ. Đây là bậc võ quan được xếp vào hàng chánh tứ phẩm. Nguyễn Trung Trực tiếp tục chỉ huy nghĩa quân tấn công một tiểu hạm khác của Pháp trên Rạch Ra, Gò Công, Tiền Giang. Năm 1867, ông được phong chức lãnh binh tỉnh Gia Định, rồi thành thủ úy Hà Tiên, Kiên Giang. Nhưng ông chưa kịp về Hà Tiên thì Hà Tiên đã lọt vào tay quân Pháp ngày 24 tháng 6 năm 1867. Chính vì vậy, Nguyễn Trung Trực rút quân về Hòn Chông, mở rộng hoạt động về vùng U Minh, huyện An Biên, Kiên Giang ngày nay. Sau một thời gian, Nguyễn Trung Trực đã kết nối với một số nghĩa sĩ ở vùng Tà Niên, Kiên Giang như Lâm Quang Kỳ, Trịnh Văn Tư, Ngô Văn Búp, Hồng Văn Ngàn, Nguyễn Văn Miên, nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động ra hướng Rạch Giá. Đến đêm ngày 16 tháng 6 năm 1868, ông cùng nghĩa quân lợi dụng lúc trời còn tối đã tổ chức đánh úp, tiêu diệt và thiêu rụi đồn Kiên Giang, làm chủ tình hình nơi này một tuần lễ. Quân Pháp phải điều quân từ Vĩnh Long qua Kiên Giang để chiếm lại tỉnh lỵ Rạch Giá. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực quân ít, thấy yếu phải rút khỏi Rạch Giá để bảo toàn lực lượng và lui về Hòn Chông. Quân Pháp tiếp tục đưa quân truy theo, quyết tiêu diệt nghĩa quân. Không khuất phục kẻ thù xâm lược, Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân đã rút ra đảo Phú Quốc để bảo toàn lực lượng, xây dựng căn cứ tiếp tục chống Pháp. Ngày 19 tháng 9 năm 1868, giặc Pháp đưa hơn 100 lính Mã Tà ra Phú Quốc tấn công Hàm Ninh. Sau đó, chúng tăng cường thêm viện binh tấn công Dương Đông. Chúng bao vây khủng bố, khống chế các gao nhân dân trên đảo Hồng Cô Lập và triệt hạ nghĩa quân. Trước cảnh đồng bào bị đàn áp, khảo tra vũ khí của nghĩa quân cạn kiệt, thế giặc lại mạnh, Nguyễn Trung Trực đã quyết định hy sinh bản thân mình để bảo toàn lực lượng cho nghĩa quân và tính mạng cho đồng bào. Để làm phân tán và tan rã lực lượng địch, ông đã tuyển chọn một số nghĩa quân cùng mình đánh trận cuối. Trong trận chiến đấu vô cùng ác liệt, Nguyễn Trung Trực cố tình kéo địch ra xa vùng căn cứ. Ông bị thương, ngất đi và không may sa vào tay giặc. Bắt được Nguyễn Trung Trực, giặc Pháp đưa ông về Sài Gòn giam tại Khám Lớn. Ban đầu chúng ra sức mua chuộc dụ dỗ ông, theo chúng để được hưởng chức tước lợi lộc, nhưng ông cương quyết từ chối. Trước mặt kẻ thù, Nguyễn Trung Trực hiên ngang nói, tôi chỉ muốn làm một chức thôi, chức gì có quyền chặt đầu tất cả bọn Tây. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Biết không thể khuất phục được Nguyễn Trung Trực, ngày 27 tháng 10 năm 1868, thực dân Pháp đã xử chém ông tại Rạch Giá khi ông mới 30 tuổi. Trước đó khi nghe tin Nguyễn Trung Trực bị xử chém, đồng bào Tà Niên đã ngày đêm dệt gấp một số chiếu bông, chính giữa nổi bật chữ Thọ, để trải lót chân cho ông đi ra pháp trường. Bất chấp bọn giặc ngăn cấm, nhân dân vẫn tràn vào pháp trường, lập một bàn thờ nhỏ. Có mâm cơm, rượu, trái cây và một chiếc áo dài truyền thống, có hoa văn chữ Thọ vừa mới may xong. Đồng bào muốn ông ăn một bữa cơm, mặc một chiếc áo trước khi đi vào cõi vĩnh hằng bằng chữ Thọ của lòng dân. Hình tượng bất khuất, tượng đài bất tử của dân tộc. Cảm phục và tôn kính người anh hùng của dân tộc, sau khi Nguyễn Trung Trực bị kẻ thù hành hình, đồng bào đã lập bài vị bí mật thờ ông tại lăng cá ông. Ban đầu nơi đây chỉ là một ngôi đền nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá, sau nhiều lần sửa chữa, nó đã trở thành đền thờ Nguyễn Trung Trực ngày càng khang trang hơn. Năm 1987, di tích đền và lăng mộ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đền Nguyễn Trung Trực nằm bên bờ sông Kiên hướng ra biển. Phía trước có cột cổng lớn ghi tên tự ngôi đình và hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt: Hỏa hồng Nhật Tảo anh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần. Hiện nay không chỉ ở thành phố Rạch Giá mà nhiều nơi trong tỉnh Kiên Giang cũng có hàng chục ngôi đền thờ Nguyễn Trung Trực, như đền thờ ở huyện Hòn Đất, đền thờ ở huyện Châu Thành, đền thờ ở huyện Kiên Lương, đền thờ ở huyện Phú Quốc. Một số tỉnh như Long An, An Giang, Cà Mau, Bình Định đều có đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Nhiều gia đình cần lập bàn thờ Nguyễn Trung Trực tại nhà riêng như thờ ông bà cha mẹ. Như đã thành thông lệ, cứ vào ngày 26-28 tháng 8 âm lịch hàng năm, nhân dân trong tỉnh và các địa phương trong cả nước lại hội tụ về thành phố Rạch Giá để tưởng nhớ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Với sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, lễ giỗ người anh hùng Nguyễn Trung Trực đã được nâng lên thành lễ hội truyền thống. Nhiều năm qua, lễ hội truyền thống này thậm chí còn được tỉnh Kiên Giang tổ chức quy mô hơn với nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Thông qua các hoạt động của lễ hội đã giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoài xâm của nhân dân ta, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh Kiên Giang năng động và mến khách. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng.
Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.